Lúc này, chúng ta sẽ đi đến một đường bằng thời ca sẵn tay phải vào cuộc cứu của bọn kẻ đá đàn bị thích. Lúc này, chúng ta sẽ đi đến một đường bằng thời ca sẵn tay phải vào cuộc cứu của bọn kẻ đá đàn bị thích.